Hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Tùng Lâm. Mình đang là giáo viên giảng dạy tại lớp Shape Band Studio. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các động tác cơ bản về bộ môn Hip Hop. Các động tác cơ bản này thì rất là dễ thôi, mọi người có thể bật clip lên và tập tất cả mọi nơi bạn muốn. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Ready? Nếu như các bạn thấy thích bộ môn của mình thì hãy đến với Learn Shape Dance Studio nha.